Bản quyền video này thuộc về thầy Bá Vi, nghiêm cấm sao chép và chỉnh sửa dưới mọi hình thức. Nếu không có sự đồng ý từ thầy Bá Vi. Cách giải bùa ngải bằng trứng gà hiệu quả nhanh chóng tại nhà. Bùa ngải được xem như là một thứ vũ khí để hãm hại người khác. Người bị trúng bùa ngải sẽ trở nên rất đáng sợ. Bùa ngải ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đến cuộc sống nên cần phải hóa giải nhanh chóng. Hiện nay mọi người thường hay truyền tai nhau cách giải bùa ngải bằng trứng gà, vậy phương pháp hóa giải bùa ngải này có cách thực hiện như thế nào? Các bạn hãy tham khảo bài viết sau đây để tìm ra câu trả lời nhé. Ngộ. Bùa ngải là gì? Bùa ngải là một thuật ngữ không còn quá xa lạ gì với mọi người nữa. Thuở xa xưa, bùa ngải được biết đến với một ý nghĩa tốt đẹp. Bùa ngải thậm chí còn có thể dùng để chữa bệnh. Diệt trường ma quỷ ảnh hưởng không tốt đến con người tuy nhiên ngày nay do cuộc sống quá bon chen và đố kỵ nên buồn ngãi đã bị biến chất không còn mang ý nghĩa tốt đẹp như xưa nữa ngày nay buồn ngãi được xem như là thứ vũ khí để tiêu khiển người khác hiểu đơn giản thì buồn ngãi giống như là một hình thức thôi miên đối phương phải làm theo ý muốn của mình người bị nhiễm buồn ngãi thì sẽ không kiểm soát được hành động và suy nghĩ của bản thân bắt buộc phải làm theo yêu cầu của một thế lực siêu hắc ám nào đó. Có thể nói ngày đây, bùa ngải mang một ý nghĩa rất đáng sợ, bùa ngải biến chất trở thành một dụng cụ để người ta hãm hại nhau. Vì vậy, bùa ngải cần phải được nhanh chóng hóa giải càng sớm càng tốt. Hai, cách nhận biết trúng bùa ngải. Như đã có chia sẻ ở trên, ngày nay bùa ngải được sử dụng để hại nhau những người có ý muốn đố kỵ ganh ghét nhau trong cuộc sống và công việc sẽ sử dụng buồn ngải để làm hại đối phương số đông người bị chơi ngãi đều không biết là mình đã bị trúng vì vậy cách nhận biết mình có bị trúng buồn ngãi hay không là vấn đề được rất nhiều người quan tâm nếu bạn thấy trong người mệt mỏi cơ thể đau nhức người lúc nào cũng bần thần và có cảm giác buồn ngủ triền miên thì có thể áp dụng một số cách sau để nhận biết xem mình có bị trúng buồn ngải hay không. Sử dụng một quả trứng gà đã luộc chín lăn khắp người. Sau khi lăn xong thì bạn tách đôi quả trứng ra. Nếu như lòng đỏ của quả trứng chuyển sang màu đen thì có nghĩa là bạn đã bị trúng buồn ngải. Trường hợp lòng đỏ quả trứng có màu đỏ tươi thì nghĩa là bạn đã bị trúng ngải rất nặng. Nhai đậu đen hoặc đậu đỏ nếu như quá trình nhai ngửi thấy mùi tanh thì có nghĩa là bạn đã bị trúng ngải. Dùng cam thảo ngậm trong miệng. Nếu như có hiện tượng nôn ra nước cam thảo thì có nghĩa là bạn đã bị dính bùa ngải. Ba Cách giải bùa ngải bằng trứng gà tại nhà nhanh chóng. Hiện nay, rất nhiều người đang truyền tay nhau cách giải bùa ngải bằng trứng gà. Nếu bạn đã kiểm tra, phát hiện ra mình bị trúng bùa ngải thì có thể thực hiện cách giải bùa ngải bằng trứng gà như sau. Trứng gà luộc sau khi đã bóc vỏ bạn sử dụng để lăn đi lăn lại trên toàn bộ cơ thể, có thể tập trung ấn sâu và lăn mạnh vào những khu vực mà bạn cảm thấy đau nhức nhất. nhất. Lăn liên tục như vậy trong một khoảng thời gian dài để trứng gà hút hết độc tố của bùa ngải ra hoài. Mỗi lần sau khi lăn xong bạn nên tách đôi quả trứng gà để kiểm tra, nếu như lòng đỏ trứng gà vẫn còn màu đen thì có nghĩa là bùa ngải vẫn còn tồn tại ở trong người. Khi này bạn vẫn phải tiếp tục lăn trứng gà để giải bùa. Cứ tiếp tục lăn trứng gà như vậy cho đến khi màu đen ở lòng đỏ trứng gà nhạt dần, khi lòng đỏ trứng gà chuyển về màu vàng như bình thường thì có nghĩa là bùa ngải đã được giải thành công. Trong trường hợp bạn áp dụng cách giải bùa ngải bằng trứng gà trong một khoảng thời gian dài mà không thấy có tác dụng thì cần phải nhanh chóng đi tìm thầy pháp để hóa giải thầy bá vi được đánh giá là thầy cao tay rất có kinh nghiệm hóa giải bùa chú tất cả các loại bùa ngải từ dễ cho đến khó thậm chí những người mà các thầy khác phải bó tay thì thầy bá vi đều có cách giúp đỡ hóa giải nhanh chóng và mang lại hiệu quả cao thầy bá vi làm việc bằng cái tâm và tấm lòng yêu thương thiện lành nên thầy rất được mọi người yêu quý đến thời điểm hiện tại thầy đã giúp cho rất nhiều người hóa giải bùa ngải thành công cuộc sống quay trở lại bình yên như trước kia thầy bá vi là thầy chuyên hóa giải tất cả các loại buồn ngãi đến với thầy các bạn có thể hoàn toàn yên tâm mời anh chị cùng xem qua một vài trường hợp được thầy bá vi giúp đỡ có kết quả trong thời gian vừa qua hãy xem và cảm nhận nếu mình là một trong số những người đã được thầy bá vi giúp đó thì sẽ như thế nào nhé nếu thấy video này hữu ích anh chị hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng được biết những thông tin có ích này nhé để liên hệ với thầy bá vì anh chị có thể liên hệ bằng một trong các cách sau một liên hệ qua Zalo. Anh chị vào Zalo tìm theo số điện thoại 0866966335 kết bạn Zalo với thầy Bá Vi. Hai liên hệ qua Facebook. Anh chị vào Facebook, vào ô tìm kiếm điện số điện thoại 0918334190 sẽ hiện ra trang Facebook của thầy Bá Vi. Ba nhắn tin qua số điện thoại Ứng dụng Viber hoặc HiSharp 0918334190 để nói chuyện trực tiếp với thầy bá vi. Bốn liên hệ qua mail cua sotiny255gmail.com. Chúc các anh chị sớm đạt được điều mình mong muốn.